Hello, chào các anh chị nha. Chào mừng các anh chị đến với ITB Club Channel. Hôm nay thì mình làm một cái mã cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. Chỉ có là vài khách hàng và chị nhà đầu tư có hỏi mình, thì mình nghĩ là có người hỏi thì chắc là cũng có những người khác cũng đang quan tâm. Thế thì mình làm thôi ha. Giọng hơi khàn à, mà nói vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà thì bây giờ mình làm phải làm chung phải không? Làm mà phải coi điểm mua hay là điểm giữ, nếu mà người mua rồi giữ được không, và những người mua mới thì sao? Gia đình nhìn trước vào khung trung hạn, khung trung hạn thì con này ở khung tháng nè, nó test lại khá là chuẩn với cái đường cân bằng Fibonacci 50 ở khung tháng. Tuy nhiên thực sự là cái đường cân bằng này nó cũng cũng vừa chỉ vừa đúng thôi ha, chứ thực sự nếu mà thị trường mà giảm đi mạnh thì nó thậm chí nó có thể giảm xuống gần 13.8 14 cơ. Rồi thôi, vừa đủ là tốt ha, vừa đủ là tốt, chứ còn giảm sâu có nhiều khi lên lại nó còn khó khăn trăm bề nữa. Thôi như vậy cũng tốt rồi, đừng có ham hố quá. Thứ hai, nếu các anh chị hỏi mình là mình đang giữ con này ở vùng giá cỡ 15, 15.5 thì còn giữ được không, thì khẳng định với các anh chị là còn giữ được nha, bởi vì cái nền tích lũy của nó đã đi khá là tốt rồi, nó tạo được cái đáy hai ở đây rồi ha, nó tích ổn và mình thấy là con này đi khá là ổn với những nhịp của thị trường, nó không có diễn biến quá mạnh so với thị trường, đi khá là tốt. Và cái nền tích lũy này bây giờ đang chuẩn bị á, nó chạm tới và nó lần thứ hai nó công phá lên cái kháng cự ở vùng 16.4 ha. Lần trước nó phá lên không được và nó quay trở xuống, lần này nó phá lên lần thứ hai. Hai lần phá lên này thì nó nói điều gì? Nó nói lên là nó đang hấp thụ bớt dần lực bán, hấp thụ bớt dần lực bán nha. Đó, những người bán ngắn thì giờ cũng không muốn ngắn nữa, thấy là thị trường đang tốt rồi, họ muốn giữ dài thêm. Còn những người mà muốn xả hàng cắt lỗ hay những xả hàng hoài á, thì bây giờ người ta đã cắt rồi và người ta đang nhăm nhe muốn vào lại thì sao? À, nơi đó mình cắt lỗ, bây giờ giá đâu lên lại rồi thì mình nghĩ nơi đây từ đây trở đi nó sẽ không lỗ nữa, nó sẽ lên lại, thì một số người đang năm nè cầm tiền thì bây giờ chỉ cần tích lũy thêm hai phiên ba phiên nữa thôi mà nó vượt được đóng nến rõ ràng ở trên vùng giá 16.6 thì giờ chúng ta có thể là vào tiền được nha. Và nên cân nhắc đây là lần vào tiền thứ hai, người ta vào tiền lần nhất là những người đã có cái gan bắt đáy rồi, họ đã có những cái nhận định quyết đoán để bắt đáy, họ đã vào tuần nhất rồi. Nếu vượt được 6 là họ vào tiền lần thứ hai, thì nếu mà mình vào tiền lần thứ hai như họ thì nên cân nhắc là mình vào tiền cho hợp lý với lần vào thứ hai, không nên vào quá nhiều và all in nha. Và cái vùng chốt lời trước mắt, vùng chốt lời ngắn hạn của mình sẽ là vùng giá 17.8 tới 18 ha. Đây là khá kháng cự trước đây nè, cái eo của cái mô hình hai đỉnh đây ha. Rồi, đơn giản đúng không? Rồi, không có gì hết. Thế thì các bạn thấy như thế nào? Ngày hôm nay con dự án phát sinh này ngày 29 tháng 7 ha, nếu mà các bạn thấy là cái clip này có chút ý nghĩa thì các bạn hãy like share nó, hoặc là các bạn có thể là bấm nút subscribe cho chuông nhỏ để trở thành thành viên của ITB Club Channel để luôn luôn nhận được những cái thông báo mới nhất, hay là những cái buổi live stream định thị trường, hay là chia sẻ phân tích kỹ thuật nhiều thứ mà đúng không đó. Còn nếu mà thực sự các bạn ủng hộ mình, có muốn kết bạn hay là trao đổi thêm với mình về thị trường thì ok, mình rất luôn sẵn lòng nha. Có cái số Zalo bên dưới á, các anh chị cứ kết bạn, nhưng mà trong phiên á, mình mà bất cứ khi nào mình phục vụ được các anh chị là mình luôn luôn sẵn lòng phục vụ, chứ không có gì từ nan đâu ha, ngoại trừ những công việc gấp hay là những lúc mà đang trực tín hiệu gấp cho câu lạc bộ á, thì hơi mình chậm trễ xíu đó thì xin các anh chị hãy thông cảm nha. Rồi, chương trình hôm nay cũng không có gì nhiều đâu, chỉ có cái mã đơn giản thôi. Thôi chào các anh chị, chúc các anh chị ngủ ngon nha. Peace.